Nam mình á, đậu một tiếng bây giờ là tính theo giờ chị nghe chiều ra cho thế giới là ha, một tiếng mình đậu như là mình buôn 20 ngàn đúng không ạ? Đổi hốt cái tiền đậu xe này không đúng không? Chưa bao giờ tự nhiên sáng nhận được nhiều đạo. Bây giờ thì... Nhắc lại là khi xuống xe là mình chắc chắn 100%.